Những gì chúng ta nhìn thấy trong lúc ngủ được gọi là giấc mơ, tùy theo từng đặc điểm, diễn biến mà giấc mơ sẽ có ý nghĩa, điểm báo về vấn đề trong cuộc sống của người nằm mộng. Giấc mơ thấy đánh nhau chết người cũng là một trong những giấc mơ đó. Để hiểu rõ hơn về giấc mơ thấy đánh chết người đang đề cập đến điều gì, mời các bạn theo dõi video dưới nhé. Mơ thấy đánh nhau chết người báo hiệu điểm gì? Trong cuộc sống hàng ngày, hành động dùng vũ lực để giải quyết vấn đề giữa các đối tượng với nhau thường xuyên diễn ra, dẫu biết đây không phải cách tích cực và hậu quả sau cùng cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng không phải ai cũng kiềm chế được sự bốc đồng, nóng nảy của mình. Vậy có bao giờ bạn ngủ mơ thấy đánh nhau chết người chưa? Giấc mơ như thế có làm bạn lo lắng về những ý nghĩa điểm báo hay không? Mơ thấy đánh nhau chết người báo hiệu điểm gì? Xét về khía cạnh tâm linh, những gì chúng ta thấy trong lúc ngủ không phải luôn trở thành sự thật, ví dụ như mơ thấy đánh nhau chết người là giấc mơ không mấy tốt lành nhưng thực tế chưa chắc sẽ là một điểm báo xấu. Chúng ta cùng xem qua từng tình huống cụ thể bạn nhé. Mơ đánh nhau chảy máu chết người. Đánh nhau đến chết người là một điều thật sự tồi tệ và chẳng ai mong nó xảy ra dù chỉ là giấc mơ, có thể giấc mơ như thế sẽ làm bạn hoảng sợ và tỉnh giấc với những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán nhưng thực tế nó lại có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược đấy bạn ạ. Giấc mơ cho biết sắp tới đây, việc làm ăn kinh doanh của bạn sẽ có nhiều khởi sắc, có thêm đối tác lớn, sự hợp tác ăn ý giữa bạn và đối tác sẽ giúp việc kinh doanh của bạn ngày càng mở rộng hơn. Ngủ mơ thấy mình đánh chết người. Nếu bạn thuộc tuýp người không thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì giấc mơ này thật sự quá bất ngờ đối với bạn, bạn không tin người đó là chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ này lại mang đến cho bạn những tin tức tốt lành. Sắp tới đây, cả nhà bạn sẽ vui như chảy hội bởi có một thiên thần nhỏ sắp chào đời đấy. Chiêm bao thấy đánh nhau với người đã chết. Giấc mơ này nghe có vẻ khá rùng rợn, đánh nhau với người đã chết được ví như một hành động không bình thường. Và giấc mơ này cũng phản ánh thực tại bạn đã có quyết định và những hành động không được hữu ích cho lắm. Bạn bỏ qua những lời khuyên của người thân, thích làm theo ý mình, rồi thời gian sẽ cho bạn biết bạn đã sai lầm như thế nào nhé. Nằm mơ thấy hai người lạ đánh nhau đến chết. Nằm mơ thấy hai người lạ đánh nhau đến chết. Giấc mơ này nhắc nhở bạn phải biết đâu là lợi thế cho chính mình, biết đâu là thời cơ tốt nhất mà nắm bắt, nếu để vuột mất những điều thuận lợi cho bản thân thì bạn sẽ mãi đi phía sau và nhìn theo bóng lưng của bạn bè, đồng nghiệp mà thôi. Chiêm bao thấy người nhà mình bị đánh chết, trái với sự đau thương mà bạn thấy trong giấc mơ thì thực tế bạn sẽ có được tin tức tốt lành. Đó là cả nhà sẽ rộn ràng tiếng cười và hạnh phúc khi sắp đón thêm một thành viên mới, thành viên nhỏ đáng yêu và mạnh khỏe. Mơ thấy bản thân bị đánh chết, dù đây chỉ là giấc mơ nhưng cũng làm cho bạn một phen hoảng sợ, bởi bạn không muốn những gì thấy trong mơ trở thành sự thật. Giải mã giấc mơ cũng cho biết, giữa bạn và bạn bè sẽ xuất hiện nhiều tranh cãi, mâu thuẫn ngày càng lớn và không giải quyết được, đến cuối cùng là cắt đứt, không ai liên hệ với ai nữa. Thaddeus khuyên bạn một điều, dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng nên cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân, điều này sẽ giúp bạn tránh được những hành động xấu không mong muốn. Mơ thấy mình bị người khác đánh chết, bất kỳ giấc mơ nào đi nữa, chỉ cần thấy bản thân bị tổn thương hay bị tác động tiêu cực gì thì cũng đều được cho là một giấc mơ không tốt. Tuy nhiên, bạn chưa biết một điều rằng, không phải giấc mơ có nội dung không tốt thì thực tế cũng sẽ tệ như vậy đâu. Giấc mơ thấy mình bị đánh chết là một ví dụ điển hình đấy, sắp tới đây, việc làm ăn kinh doanh của bạn sẽ có nhiều tiến triển, kinh doanh mở rộng hơn, có thêm đối tác lớn, rồi bạn sẽ có được vị trí nhất định trong xã hội này. Nằm mơ thấy đánh nhau chết người đánh con gì? Dưới đây là những con số may mắn cho giấc mơ này. Nằm mộng chứng kiến người khác đánh nhau chết người quất luôn con đề 89. Chiêm bao thấy mình đang đánh nhau mà không thể kháng cự đánh con, 03, 07, 59. Nằm mộng thấy mình đang đánh nhau với bản thân đánh con lô 00, 7, 31, 34. Mê ngủ thấy mình đang đánh nhau với người trong gia đình đánh số 51, 52, 53. Chiêm bao thấy mình đang đánh nhau với kẻ thù đánh con 45, 85. Chúc các bạn may mắn với cặp số trên. Nếu thấy video hay like, share ủng hộ kênh nhé.